Bạn có nhớ là tối qua bạn đã nằm mơ thấy gì không? Và vì sao bạn lại nằm mơ? Trong mơ có âm thanh hay không? Có thể mơ trong lúc đang thức. Một đời người thì mất bao nhiêu lâu cho các giấc mơ? Giấc mơ có phải là minh chứng cho sự tiến hóa tối cao? Có thiết bị nào ghi hình được giấc mơ? Và hàng loạt câu hỏi khác sẽ được trả lời trong video ngày hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta cần làm rõ những điều lầm tưởng về giấc mơ. Có phải là con người chỉ nằm mơ trong giai đoạn ngủ sâu nhất? Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng việc nằm mơ chỉ có thể xảy ra vào khoảng thời gian 2 đến 3 giờ sáng, là lúc con người đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, lúc không khí dễ chịu nhất, yên lặng nhất, thì lúc đó bộ não chúng ta mới bước vào giấc mơ. Và do đó mà mình cần đi ngủ sớm, để tới khuya thì giấc ngủ vừa đúng độ sâu để có thể chạm đến tầng lớp mơ mộng nằm ở tầng đáy của bộ não. Nhưng điều đó không đúng. Giấc mơ thường xuyên xảy ra nhất vào khoảng thời gian tích tắc vài phút trước khi chúng ta thức dậy, thậm chí chỉ có vài giây thôi. Bạn thấy vô lý không? Nhiều khi trong mơ trải qua biết bao nhiêu chuyện, nhưng sao lại nói chỉ nằm mơ có vài giây? Đã có ai giải thích được chưa? Hiển nhiên, nếu đòi hỏi giải thích và bằng chứng cụ thể thì chưa nha. Nhưng thông qua các nghiên cứu về bộ não, người ta thấy là trong khi nằm ngủ và tới gần giai đoạn REM, Rapid Eye Movement, chuyển động mắt nhanh, thì đo điện não cho thấy các khu vực thần kinh liên quan đến thị giác, giác quan và cảm giác hoạt động mạnh mẽ nhất. Còn các khu vực thần kinh liên quan đến logic, giải quyết vấn đề và kiểm soát hành vi thì lại ít hoạt động hơn, thậm chí bất hoạt. Đó là lý do mà bạn thấy rằng những giấc mơ thường rất vô lý, rất là phi logic. Bên cạnh đó, vì bộ não của chúng ta là một mạng lưới tế bào neuron phi tuyến tính, không phải là kiểu một chuỗi dây xích hết mắt này đến mắt khác, mà giống như một mớ bùi nhùi không có đầu đuôi, phải trái trước sau, nên giấc mơ cũng sẽ có sự đan xen với nhau, không hề có thứ tự mà chồng lấp và hòa lẫn lại. Nếu khi tỉnh dậy bạn còn nhớ, thì việc sâu chuỗi những sự kiện trong mơ lại với nhau cũng khiến cho giấc mơ trở nên dài dòng. Thay vì trong mơ cùng một lúc bạn thấy tất cả mọi thứ, thì lúc tỉnh thức bạn phải suy nghĩ hết chuyện này rồi mới tới chuyện khác được. Và cũng vì vùng kiểm soát hành vi ít hoạt động mà ta mới biết rằng đó là lý do mình khó có thể kiểm soát được giấc mơ. Điều lầm tưởng tiếp theo đó là có phải con người không kiểm soát được giấc mơ, chuyện gì tới nó tới, giống như xem phim điện ảnh vậy. Ủa, sao ba hồi nói không, ba hồi nói được? Chính xác là khó kiểm soát giấc mơ chứ không phải là không thể. Tất nhiên, những bạn nào có tìm hiểu thì cũng biết được là chúng ta có thể ứng dụng lucid dream để tương tác với thế giới giấc mơ và thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về một giấc mơ. Thậm chí khi đã thuần thục thì có thể nhận biết được mình có đang nằm mơ hay không, và chủ động ngủ, chủ động mơ và chủ động luôn cả khi nào mình muốn thức dậy. Trong quá trình lucid dream, khác với giấc mơ thông thường, hầu như bộ não của con người sẽ hoạt động y như lúc tỉnh thức. Không chỉ là vùng thần kinh cảm giác xúc cảm hoạt động, mà kể cả vùng logic, lý trí cũng hoạt động theo. Tất nhiên, một khi tỉnh thức và có lý trí, thì hành động thế nào là quyết định của chúng ta rồi. Và đúng như lời hứa ở những video trước, mình sẽ chia sẻ cách để đạt được trạng thái lucid huyền ảo này. Trước đó, đừng quên like và subscribe cho kênh Một Video các bạn nhé. Cách kiểm soát lucid dream cũng là một điều lầm tưởng. Có phải tập tọa thiền, nhập định là sẽ kiểm soát được lucid dream? Mình đã thử và thấy không được. Còn đây là cách của mình: cố gắng ngủ đúng giờ, dậy đúng giấc và ngủ đủ. Chưa buồn ngủ cũng nằm xuống nhắm mắt để đó. Sáng có lười lắm cũng vẫn phải dậy. Đừng để cơ thể quá mệt mỏi, lo âu, suy tư, quỵ lụy, hoặc là quá đói quá no, tiểu đêm nhiều lần. À, đây là bước đầu tiên giúp bạn lấy lại giấc mơ trước nha. Khi các giấc mơ tự nhiên trở lại với bạn thì tiếp giai đoạn sau. Hằng ngày hãy cố gắng nhắc nhở và tự nhủ rằng nếu nhìn thấy bất kỳ điều gì lạ lùng thì đó là một giấc mơ. Bước này tập dần để tiềm thức nhận biết được bạn đang nằm mơ, rồi sau đó từ từ cố gắng kéo dài giấc mơ hơn chút nữa, mỗi lần thêm một chút nữa, đừng mở mắt vội. Nếu đã đạt được tới giai đoạn này rồi, bạn nào muốn biết làm gì nữa thì cứ để lại comment nha. Chứ còn việc tọa thiền thật sự sẽ đưa con người vào trạng thái vô thức, nó là một chiều không gian vũ trụ khác biệt nữa nha. Vì thế mà đừng lầm tưởng về những gì sẽ tạo nên giấc mơ, hay nói cách khác, lầm tưởng về nguyên nhân của giấc mơ. Tối qua nằm mơ không có nghĩa là ai về báo mộng số đề hay hồn phách rong chơi cõi âm. Mơ là một hiện tượng tự nhiên xảy ra khi não chúng ta trong quá trình sắp xếp lại ký ức, kinh nghiệm và kiến thức. Mơ giúp dọn dẹp não bộ và chuẩn bị cho ngày mới. Giấc mơ vẫn đến với chúng ta hàng ngày. Tuy nhiên, hoặc là bạn không nhớ tối qua mơ gì, hoặc là bạn quá mệt mỏi đến nỗi giấc mơ xảy ra mà bạn không hề nhận biết đến nó. Nếu như những sự việc xảy ra khi ta tỉnh thức quá đặc biệt, quá ấn tượng, thì thế nào khi nhắm mắt đi ngủ thì hình ảnh đó cũng sẽ ít nhiều tái hiện lại. Và một khi tế bào thần kinh này hoạt động thì chúng ta lại ảnh hưởng đến tế bào khác, kéo theo hình ảnh và những sự kiện khác cũng được kích hoạt theo. Muốn tối nằm mơ thấy người đẹp thì phải làm sao hình ảnh người đẹp ấy khắc sâu trong tâm trí mình nha.
Một số người mơ thấy người thân đã khuất từ lâu, một số người khác thì mơ thấy những vùng đất kỳ lạ, cõi thiên thai khác thường, có thể do nhớ về người xưa, có thể những ký ức đó gắn với một tế bào thần kinh, vô tình bị đánh thức cộng thêm trí óc sẵn có, thì có thể nói rằng mơ hoàn toàn là sản phẩm của bộ não con người. Nếu chúng ta biết bộ não con người còn tiềm ẩn nhiều khả năng vô hạn, thì việc có thể tạo ra một giấc mơ độc đáo cũng là chuyện bình thường. Tất nhiên ngoài hình ảnh thì bộ não còn làm cho giấc mơ sống động hơn bởi âm thanh, mùi vị và xúc giác nữa. Tất cả đều sẽ trở thành một ký ức tuy thật mà lại không thật, huyền ảo vô cùng. Cái lầm tưởng tiếp theo mới lạ nè. Lầm tưởng con người chỉ có thể nằm mơ sau khi đi ngủ vào ban đêm. Có ai đã nghe bài giấc mơ trưa của Thùy Chi chưa ta? Việc có thể nằm mơ giữa ban ngày là hoàn toàn có thể nha. Một giấc ngủ trưa ngắn cũng có thể đưa bạn vào giấc mơ. Thậm chí trong khi chúng ta thức tỉnh vẫn có thể chìm được vào giấc mơ. Không phải là ngồi suy nghĩ vẩn vơ mà là giấc mơ thật sự. Là khi bạn thấy được rằng, cảm nhận được rằng mình đang sống trong giấc mơ. Nhưng cùng lúc đó, bạn vẫn có thể cảm giác về thế giới hiện thực. Việc mơ trong lúc tỉnh có thể mang đến những hình ảnh tuy lạ mà quen, cảm giác mơ màng, lân lân như trong giấc mộng. Nhưng hãy cẩn thận, vì hệ thống giác quan của chúng ta đang bị mất tập trung đấy nha. Kiểu như say ke vậy. Nếu như người bình thường gọi là đập đá, là phê thuốc, thì đó là một trạng thái cực kỳ thú vị đối với các nhà khoa học. Hey, tỉnh lại cái nè. Trong lúc ngồi không thì chẳng sao, nhưng nếu như là đang chạy xe hay đi ngoài đường thì lại rất nguy hiểm nha. Do đó rất cần bạn khống chế để không xảy ra bất cứ hiểm nguy nào cho bản thân bạn và người xung quanh. Trong suốt cuộc đời của một người, họ có thể nằm mơ khá nhiều, và đó là một trong những lầm tưởng tiếp theo. Lầm tưởng chỉ có trẻ nhỏ mới mơ nhiều, người lớn thì không. Điều đó là hoàn toàn sai, vì giấc mơ xảy ra với bất kỳ ai và bất kỳ độ tuổi nào, kể cả trẻ sơ sinh chưa nhận thức được gì thì vẫn liên tục nằm mơ. Còn người lớn tuổi cứ nghĩ sau khi chín chắn sẽ chẳng còn mộng mơ nữa thì cũng không đúng. Tối thiểu trong đời, một người sẽ mơ tổng cộng 4.440 giờ, khoảng 187 ngày. Này là cộng gộp qua 60 năm cuộc đời nha. Con số này có thể lên đến 17.520 giờ, khoảng 730 ngày. Nhưng khi bạn biết một giây một phút ngoài đời thật có thể kéo dài hàng giờ, hàng ngày với thế giới trong mơ, thì bạn mới thấy rằng thời lượng mà con người trải nghiệm thế giới trong mơ không ít chút nào. Chỉ quan trọng là chúng ta có nhớ đến những trải nghiệm ấy sau khi đã tỉnh thức hay không mà thôi. Và câu hỏi cuối cùng được đặt ra thể hiện sự lầm tưởng về giấc mơ. Lầm tưởng khả năng mơ là bậc tiến hóa cao nhất của nhân loại. Thứ nhất, các nhà khoa học chứng minh rằng động vật cũng có ngủ mơ, và trong lúc mơ thì quá trình hoạt động não bộ của động vật cũng giống như loài người. Giống loài được nghiên cứu nhiều nhất là khỉ, chó và mèo. Tuy nhiên, vì cho đến nay chưa có chiếc máy nào đọc được giấc mơ, nên câu hỏi động vật nằm mơ thấy gì thì vẫn còn phải chờ đó thôi. Hy vọng trong tương lai sẽ sớm có máy này. Và những ai mà trong đầu suy nghĩ 18 cộng thì hãy coi chừng, đừng để người ta chiếu lên công khai cho mọi người biết nha. Thứ hai, theo mình, chính cảm xúc và hy vọng mới là bậc tiến hóa xã hội cao nhất. Thứ mà hiện nay AI chưa có, và không ai muốn cho AI có cảm xúc, chứ không phải là giấc mơ, vì giấc mơ là một vũ trụ khác rồi. Muốn khai thác thêm về đề tài này thì đừng ngần ngại mà để lại bình luận. Mình rất mong chúng ta có thể đào sâu để có được nguồn kiến thức sâu sắc hơn. Dù bây giờ cũng đang bị quá tải bởi cơn sóng thần video ngắn, quá nhiều kiến thức mới lạ, nhưng cái gì cũng chỉ có chút chút sượt qua, không cụ thể, không rõ ràng và dễ gây ra hiểu lầm. Nhưng mình tin rằng một khi bạn tìm được sở thích thật sự của bản thân thì tối nào bạn cũng sẽ mơ về nó cho mà coi. Hãy cùng chờ xem niềm đam mê đó là gì nha.